Ông biết rằng là thầy Tô Nhật đào tạo lái xe của thầy Tô Nhật trở thành bán hàng xuất sắc. Thì nó về nó làm tương tự như vậy, nó đào tạo người lái xe của nó và sau đó nó tách ra thành hai phòng, anh ấy tách ra hai phòng và anh ấy đã đào tạo tạo phòng thứ hai. Và chỉ sau có là chưa đầy một năm sau là doanh số của anh ấy từ gần 30 tỷ lên đến gần 90 tỷ. Và Tết vừa rồi anh ấy đến thăm tôi và cảm ơn tôi và bây giờ anh Phùng Mạnh Cường phát triển cực nhanh vào trong cả miền Nam. Em xin chào thầy Tô Nhật, chào tất cả các học viên trong buổi học ngày hôm nay. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Văn Tới, giám đốc kỹ thuật của công ty cổ phần Vinfast Quốc tế. Doanh nghiệp của em là doanh nghiệp đơn vị tư vấn xây dựng. Hôm nay em rất là tâm đắc với cái bài học về sân bóng của thầy. Thực ra thì xuất phát của bọn em mới là cũng từ các kỹ sư tốt nghiệp ra trường và làm trong một doanh nghiệp lớn. Xong sau đó là thấy cần phải bứt phá hơn và cần phải mạnh mẽ hơn thì mới ra ngoài thành lập doanh nghiệp và phát triển. Nhưng với cái doanh nghiệp về xây dựng ấy thì có cái mảng thi công, tư vấn và giám sát. Thì cái mảng bọn em đang là mảng tư vấn thì bọn em đang gặp rất nhiều khó khăn về cái mục là như sân bóng ấy thì đó là cái mục tiền đạo, tức là mục sale. Thì bản thân đối với doanh nghiệp tư vấn ấy thì khi mới thành lập ra ấy là gần như là các cái lãnh đạo của công ty đều làm hết tất cả các vấn đề từ sale, marketing, sản xuất và thậm chí còn mảng về tài chính. Song song dần dần khoảng 4 năm, khi mà hình thành đến 4 năm rồi thì chúng em mới tách ra được cái mảng về tài chính, mảng về sản xuất và cái mảng về nhân sự. Nhưng cái mảng sale thì thực sự khó khăn. Bọn em đang gặp rất nhiều vấn đề. Cho dù làm rất nhiều các dự án trải qua rất nhiều chủ đầu tư nhưng mà chưa hình thành được một cái đội sale cơ bản và chúng em cũng không xác định rõ, bởi vì là tất cả các khách hàng từ thời điểm thành lập cho đến bây giờ ấy, thì đều đều kết nối thông qua ban lãnh đạo công ty. Và nếu mà ban lãnh đạo công ty mà đi vắng hoặc đi du lịch khoảng 2 tháng chẳng hạn thế thì gần như là nhân viên ở trong công ty không có việc để làm. Thì bọn em muốn xin tư vấn của thầy và cũng mong muốn thầy chia sẻ cho bọn em cũng như là những người có cùng cái điều kiện như của bọn em để xây dựng được một cái đội sale tốt và phát triển được cái doanh nghiệp tốt. Em xin cảm ơn. Hãy cho anh Tới một tràng pháo tay thật to. Ông Tới cho tôi hỏi, ông làm kinh doanh được bao nhiêu năm rồi? Báo cáo thầy là em xuất phát là một kỹ sư xây dựng và em Học đại học xây dựng à? học đại học xây dựng K50 của đại học xây dựng. Ra trường thì làm cho tổng ty tư vấn Teddy của Bộ Giao thông. Ôi, giao thông hoành tráng trong đấy. vòng 10 năm thì sau đó bọn em ra ngoài để làm một doanh nghiệp. Và em không có kiến thức về kinh doanh nhưng mà tuy nhiên rằng là qua các cái tài liệu về đài báo xem rồi là xem của thầy, các tài liệu của thầy, đọc sách của thầy thì em cũng hiểu được một số các nội dung về kinh doanh và cũng muốn là chuyên sâu hơn nữa. Dạ vâng. Tuyệt vời. Bây giờ được bao nhiêu năm rồi? Sau khi anh em bây giờ có bao nhiêu người? Dạ hiện tại doanh nghiệp của bọn em từ khi thành lập là có 7 founder và đến bây giờ doanh nghiệp có khoảng 30 kỹ sư và có 2 chi nhánh tại Hà Nội và tại Sài Gòn. Tổng quy mô doanh doanh tổng doanh quy mô số của công ty khoảng 40 người. Doanh số thì như năm 2021 thì chỉ đâu đó khoảng tầm từ 10 10 10 13 đến 14 tỷ cho một đơn vị tư vấn. Như vậy là khoảng tầm hơn 20 tỷ hai hai đơn vị. Không ạ, tức là tổng khoảng 13 14 tỷ thôi ạ. À, của còn cả hai. bên trong Sài Gòn thì chỉ là chi nhánh nhỏ thôi ạ. Rồi, ok. Rồi, thank you em. Mời em ngồi xuống ạ. Đa số những các cái kỹ sư là ra trường các anh chủ yếu nghĩ rằng là mình là giỏi cái nghề, sau đó thì chạy ra mở kinh doanh và sau đó các anh nghĩ rằng anh cũng sẽ làm được cái việc đấy. Thế và các anh hầu hết các anh bán hàng theo kiểu dạng là của người kỹ thuật. Và vì các anh bán hàng theo kiểu người kỹ thuật cho nên là các anh ấy là ít nghĩ đến vấn đề xây dựng hệ thống đó. Đúng không? Bán hàng theo kiểu dạng là cá nhân và các thông qua các mối quan hệ cũ. Và vẫn có những người thì phát triển lên. Thế nhưng mà tôi có một anh tên là Khúc Ba. Anh Khúc Ba là học trò tôi, là anh ấy cũng là kỹ sư đại học Bách Khoa ra. Anh này anh rất là giỏi về kỹ thuật. Và anh ấy hôm mà anh ấy đến gặp tôi và trong một cái lớp học thì anh bảo là thầy ơi, là em không hiểu tại sao là bây giờ em cứ đào tạo chúng nó được một chút thôi, nó bắt đầu là năng lượng của nó lên như này, xong rồi một thời gian sau nó lại tụt mẽ xuống. Đó. Thế thì cuối cùng là mọi cái việc bán hàng là chỉ có em mới bán được thôi.
mà em mỏi kinh khủng thầy ạ, em mỏi lắm. Thế thì sau rồi anh Khúc Ba bảo bây giờ em chỉ mong sao là để có những cái người bán cho em và em không cần phải bán nữa thì bây giờ thầy làm thế nào. Thế sau rồi tôi bảo là để mà trả lời em cái câu hỏi này thì tốt nhất là em vào khóa học SBM Camp. Thì sau đó thì anh Khúc Ba anh học cái khóa học SBM Camp này. Anh Khúc Ba học cái khóa học SBM Camp xong thì anh ấy về, tức là cái khóa học trại huấn luyện bậc thầy bán học đột phá thì ở nơi đấy thì tôi sẽ bóc tách ra tận 3 ngày cơ mà để xây dựng hệ thống. Làm thế nào để chúng tôi, trước đây có một mình anh Năm mà bây giờ bọn tôi có hơn 600 người bán hàng và có tận 25 công ty và mỗi công ty đều có những cái đội nhóm bán hàng. Chỉ riêng Europa nơi mà tôi chủ tịch là nó đã gần 1.000 tỷ rồi. Đó. Rồi các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì anh em chúng tôi là bây giờ không bán nữa, tức là mình không phải đi bán nữa mà hệ thống nó vẫn cứ phát triển tăng trưởng. Ví dụ năm ngoái tăng trưởng tận là hơn 20%, năm 2020 là 19%, tức là trong Covid mà bọn tôi vẫn như vậy. Thế thì anh Khúc Ba anh ấy sau khi anh về anh bắt đầu là anh bảo thầy ơi, sau khi em về em lấy cái quy trình 7 bước bán hàng chuyên nghiệp của thầy mà 7 bước săn mồi sư tử đấy em dạy lại cho anh em. Thế rồi em làm gì? Em đã là giúp cho cái hai cái cậu kỹ sư của em ấy. Hai cậu kỹ sư của em trước đây không nghĩ rằng là có thể bán hàng được. Nhưng mà sau khi em dạy cho đúng các cái quy trình của thầy thôi thì hai kỹ sư của em về sau là bây giờ đi chốt đơn là tuyệt vời. Được rồi, đi chốt đơn tuyệt vời. Thế và em đã nhàn đi rất là nhiều. Và sau đó rồi anh Khúc Ba lại còn cử thêm 3 người nữa sau cái khóa học sau anh cử đến. Và đến bây giờ thì anh Khúc Ba cực kỳ là tuyệt vời đó. Và cái doanh số nó không còn lệ thuộc vào cá nhân anh nữa, nó là cả một team đội bán hàng em ạ. Thế rồi tôi anh Phùng Mạnh Cường, anh Phùng Mạnh Cường cũng là một người kỹ sư, anh ấy bán đồ bếp. Thế và anh ấy là trước khi anh ấy là đi học tôi cái khóa này anh có khoảng gần 30 tỷ thôi, doanh số khoảng gần 30 tỷ. Anh ấy lúc trước thì lệ thuộc rất nhiều vào cái thằng trưởng phòng kinh doanh và thằng trưởng kinh doanh ấy, mình gần hét to cái nó hét to hơn. Thế là không dám nói gì nữa cả. Thế ông ấy cảm thấy là kiểu dạng như là mình bị như là con tin ấy. Ông cảm thấy rất ức chế thì ông hỏi thầy và thế thầy thầy xem là giúp em làm cách nào. Thế bây giờ em thấy khó chịu lắm. Thế ông Phùng Mạnh Cường bảo em đi học cái khóa này. Học khóa này thì ông đi học xong rồi thì em ấy, ông biết rằng là thầy Tô Nhật đào tạo lái xe của thầy Tô Nhật trở thành bán hàng xuất sắc. Thì nó về nó làm tương tự như vậy, nó đào tạo người lái xe của nó và sau đó nó tách ra thành hai phòng, anh ấy tách ra hai phòng và anh ấy đã đào tạo phòng thứ hai. Và chỉ sau có là chưa đầy một năm sau là doanh số của anh ấy từ gần 30 tỷ lên đến gần 90 tỷ. Và Tết vừa rồi anh ấy đến thăm tôi và cảm ơn tôi và bây giờ anh Phùng Mạnh Cường phát triển cực nhanh vào trong cả miền Nam. Cái quan trọng nhất là nhiều lúc là anh không biết được cái khoa học bán hàng. Đó. Thì trong cái bán hàng nó có cái khoa học để anh tổ chức. Thì cái lớp học mà SBM Camp, cái trại huấn luyện bậc thầy bán hàng đột phá này thì vừa rồi có 95 người chủ doanh nghiệp và những người bán hàng có tham dự. Thì họ đã được tôi để chia sẻ cho tất cả những gì về vấn đề là làm nào để xây dựng hệ thống. Làm thế nào để bản thân mình trở thành hero. Sau khi mình trở thành hero rồi thì mình phải, tức là mình trở thành ngôi sao rồi thì mình phải làm cho là cả công ty của mình một rừng sao. Chứ không phải là mình là ngôi sao cô đơn. Bây giờ anh đang là ngôi sao cô đơn hoặc một vài trong cái anh em, trong kỹ sư của anh là ngôi sao cô đơn. Thế anh phải làm nào để biết nhân bản. Phải biết làm sao? Nhân bản. Đó, phải biết nhân bản. Thì mới đầu thì anh trai tôi, nhưng sau đó thì tôi biết bán hàng. Chị Mùi biết bán hàng. Anh Ngọc biết bán hàng. Sau đó thì anh Vinh biết bán hàng. Sau đó xây dựng ra là rất nhiều hệ thống và tôi đã phải dành cái thời gian để huấn luyện và đào tạo và anh trai tôi cũng phải huấn luyện đào tạo và nhân bản lên và về sau này thì tôi đóng gói lại nó thành những các cái công thức và cái đấy chính là cái cách để cho anh thoát khỏi sự lệ thuộc. Và doanh số của các anh bây giờ mới có mười mấy tỷ, cái đấy là nó là quá thấp mà tận hơn 30 người như vậy toàn là kỹ sư đỉnh đúng không? Của những trường đại học danh tiếng, đó là một cái sự phí phạm. Đúng không? Đó là một cái sự phí phạm. Vì vậy cho nên chúng ta phải học. Yeah. High five người bên cạnh nói biết, muốn biết thì phải hỏi mà muốn giỏi thì phải học. Yeah.
Và không chỉ vậy đâu, anh mà muốn để cho là anh để muốn cho là nỗ lực vẫn như vậy, nhưng mà doanh số lại tăng lên gấp đôi gấp ba. Tức là nỗ lực vẫn như vậy nhưng doanh số tăng lên gấp ba, thì anh phải biết được cách sử dụng cái gọi là xây dựng phễu bán hàng. Xây dựng phễu bán hàng, người Do Thái gọi là hệ sinh thái. À, và bây giờ chúng ta gọi theo kiểu thuật ngữ Hàn, thuật ngữ cho nó gọi là mỹ miều một chút, đúng không? Cho nó xoang chảnh một chút thì gọi là hệ sinh thái. Chứ còn ở đây nói toạc ra nó là phễu bán hàng. Và đôi khi các anh ấy chỉ có cứ gọi là như là cu ly đi bán mỗi cái gọi là cái thiết kế của mình, trong khi đó cái đầu óc của các anh là đầu óc của anh là cực kỳ nhiều sỏi nhưng mà chưa khai thác hết. Thế thì nếu mà anh biết được cái cách thức để mở thêm những cái hệ sinh thái mới thì nó sẽ khác hơn rất nhiều. Nó sẽ giàu có hơn rất nhiều, và nỗ lực có thể vẫn vậy nhưng mà giàu có hơn rất nhiều.